ZGO xin được chào các bạn. Giai đoạn nửa đầu tháng 1 năm 1971, sau khi tình báo Tống Văn Trinh gửi báo cáo những tin tức mà ông phát hiện được tại Viêng Chăn về Hà Nội, mặc dù đây chỉ là bản kế hoạch phác thảo, không có thông tin chi tiết như bản kế hoạch được duyệt cuối cùng mà Tổng thống Mỹ Nixon phê duyệt vào ngày 29 tháng 1 năm 1971, nhưng như thế đã là vô cùng quý giá. Bộ chỉ huy phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không bỏ lỡ thời gian, lập tức bắt tay vào việc lên kế hoạch nhằm đi trước đối phương một bước. Nhiều nhà quan sát nhận định rằng đây là sự may mắn của Hà Nội, nhưng rất tiếc đó là một quan điểm sai lầm. Để đạt được kết quả này, phía những người Cộng sản Việt Nam đã phải nỗ lực từ rất nhiều năm trước trong việc huấn luyện, âm thầm triển khai một mạng lưới điệp viên dày đặc vào tầng lớp lãnh đạo cấp cao của không chỉ Việt Nam Cộng Hòa mà tại cả Lào và Campuchia. Như đã nói ở trên, ngày 29 tháng 1 năm 1971, Tổng thống Mỹ Nixon mới chính thức phê chuẩn kế hoạch chiến dịch. Nhưng do quân giải phóng đã nắm được từ trước một số thông tin, nên ngay từ ngày 21 tháng 1 năm 1971, khi mà Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa còn chưa kịp mở các cuộc hành quân, phía quân giải phóng đã lệnh cho những sư đoàn đóng ở Nam Lào lập tức triển khai đội hình chiến đấu, sẵn sàng đánh địch đổ bộ trong khu vực từ Bản Đông đến Sepol. Phải lên phương án bắn rơi nhiều máy bay, diệt nhiều sinh lực địch nhất có thể, bảo vệ vững chắc tuyến đường vận chuyển chiến lược. Vì nếu đường mòn Hồ Chí Minh bị cắt đứt, mọi cơ hội gần như sẽ chỉ là một con số không tròn trĩnh. Trong cuộc chiến không khoan nhượng này, giữa hai bờ chiến tuyến, mỗi bên đều có những lý tưởng riêng của mình. Đối với những người lính quân giải phóng, họ chiến đấu với lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng đồng bào của họ đang bị áp bức tại miền Nam, đánh bại kẻ thù để thống nhất tổ quốc. Một đất nước đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, được xây dựng nên bởi rất nhiều mồ hôi, nước mắt và xương máu của cha ông đi trước, thì sứ mệnh của họ chắc chắn là phải khôi phục lại đất nước ấy. Còn đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ tin rằng sứ mệnh họ mang theo là cuộc chiến bảo vệ nền độc lập quốc gia, chống lại làn sóng Cộng sản từ phía Bắc. Quan điểm Cộng sản là những kẻ máu lạnh đã in sâu trong hệ tư tưởng của họ. Nhiều binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tin rằng nếu chính bản thân họ không ngăn chặn được Cộng sản tiến vào miền Nam, thì không đâu khác, chính những người thân yêu nhất, chính gia đình họ sẽ bị tàn sát bởi kẻ thù. Những sự khác biệt không thể dung hòa giữa hai hệ tư tưởng này đã khiến cả hai không thể cùng chung sống tồn tại, và máu lại phải chảy để lịch sử lựa chọn sẽ là điều tất yếu. Ngay từ đầu tháng 2 năm 1971, quân lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng chiến thuật Dương Đông kích Tây, tổ chức các hoạt động nghi binh như thể sắp vượt vĩ tuyến 17 đánh ra Bắc để thống nhất Việt Nam. Lập tức phía Hà Nội sử dụng phương án nghi binh chống nghi binh, họ đáp trả như thể đang tập trung một lực lượng rất lớn tại khu vực vĩ tuyến 17. Nhận thấy kế hoạch nghi binh có vẻ thành công, Tư lệnh chiến dịch phía Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm với rất nhiều kinh nghiệm thực chiến đã lệnh cho lực lượng đột kích đầu tiên triển khai âm thầm tiến qua biên giới Việt-Lào theo đường 9 và hướng về trung tâm hậu cần của quân giải phóng tại Sepol. Chiến dịch Lam Sơn 719 đã được bắt đầu một cách bí mật. Khi chiến dịch này bắt đầu, không nhiều người biết rằng một vấn đề đã xảy ra làm tâm lý chiến của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa sa sút ít nhiều. Thực ra, ngay từ ban đầu, kế hoạch của chiến dịch là sẽ có cả sự tham gia của bộ binh Mỹ cùng Việt Nam Cộng Hòa, phối hợp đánh những đòn choáng váng, hòng chặt đứt tuyến đường tiếp tế chiến lược Trường Sơn của tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, khác với sự thuận lợi trong triển khai kế hoạch Campuchia vào đầu năm 1970, từ cuối năm 1970 đến đầu năm 1971, trước tình hình phản chiến căng đét, mặc cho việc Tổng thống Nixon và những người ủng hộ mong muốn tiếp tục đưa quân Mỹ sang Lào, nhiều nghị sĩ của Thượng viện Mỹ đã phản ứng lại gay gắt. Họ đề xuất một đạo luật cấm không chi ngân sách cho những cuộc chiến mở rộng nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Và vì vậy, một cuộc tranh cãi dữ dội đã xảy ra trong chính trường khi mà những nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Nixon muốn bác bỏ đạo luật đang được đề xuất này. Trong lúc đó, lục quân Mỹ với 12 tiểu đoàn bộ binh, 5 tiểu đoàn tăng thiết giáp đã trong trạng thái sẵn sàng trực chiến và đang đứng chân chờ lệnh tại các địa bàn thuộc cực Bắc của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này tại Hoa Kỳ, quá nhỏ là số lượng các nghị sĩ có tâm lý phản chiến lại đông hơn. Vì vậy, sau khi bỏ phiếu, Quốc hội Mỹ đã thông qua sắc luật Public Law 91652 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 năm 1971. Hy vọng của Tổng thống Nixon về việc mạnh tay dốc binh lực cho chiến dịch Lam Sơn 719 đã tàn lụi. Lục quân Mỹ từ giờ phút này bị cấm không được mở rộng tham chiến tại Lào và Campuchia, chỉ còn có không quân và pháo binh là được phép.
Chính việc quân Mỹ dập dình ở bên kia biên giới rồi cuối cùng lại không tham chiến đã gây ảnh hưởng tâm lý đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì việc này gây ra cảm giác đem con bỏ chợ. Từ chỗ đang lập kế hoạch đi cùng nhau, bỗng nhiên người Mỹ dừng lại ở biên giới và gửi lời chúc may mắn đến các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang trên đường tiếp tục tiến sang đất Lào. Tuy nhiên, khách quan mà nói, vấn đề này dù có tác động nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến nhuệ khí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi mà họ huy động tổng cộng hơn 48.000 binh sĩ của những đơn vị đặc biệt thiện chiến cùng với lực lượng tăng thiết giáp và hỏa lực vượt trội so với đối thủ. Và song song với đó là lời hứa của người Mỹ. Không quân Hoa Kỳ sẽ luôn là lá chắn hộ mệnh thường trực ngay trên đầu các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi lực lượng đột kích phía Việt Nam Cộng Hòa bí mật tấn công ngay từ đầu tháng 2, họ nhanh chóng chiếm được một số vị trí đã định trong kế hoạch quanh đường 9, từ đó xây dựng thành các cứ điểm tiền trạm nhằm theo dõi động thái của đối phương. Phía quân giải phóng nhờ vào các thông tin tình báo do điệp viên Tống Văn Trinh gửi về trước đó đã phần nào đoán được hướng tấn công của đối phương, nên họ chỉ giao chiến lẻ tẻ và chủ động rút lui, tránh tổn thất lớn trước sức mạnh áp đảo ban đầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi đối phương đã tiến đủ sâu, đội hình bị kéo giãn, quân giải phóng mới bắt đầu chủ động thực hiện phòng ngự phản công, tập kích từ hai bên sườn, gây thiệt hại lớn và ngăn chặn ý đồ đánh áp chế thọc sâu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại hướng phối hợp phía đông đường 9 thuộc phần lãnh thổ Việt Nam gồm các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa do mặt trận B5 Bắc Quảng Trị chỉ huy, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 1971, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 27 và tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 84 pháo binh của quân giải phóng tiến công áp chế quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở khu vực Tân Lâm, Sa Mưu, tập kích ở Tây Đầu Màu. Tiểu đoàn 15 quân giải phóng đánh cắt giao thông từ Bồng Kho đi Giào Quán. Ngày 6 tháng 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra quyết định chính thức thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9 Nam Lào, có mật danh là Bộ Tư lệnh 702, với một lực lượng cực lớn gồm bộ binh, pháo binh, tăng thiết giáp và phòng không tên lửa cùng sẵn sàng tham chiến. Chỉ huy chiến dịch phía quân giải phóng cũng rất dày dạn kinh nghiệm thực chiến, có thể kể đến là các tướng Lê Trọng Tấn, Cao Văn Khánh, Lê Quang Đạo, Đồng Sĩ Nguyên. Trong đó tướng Lê Trọng Tấn là tư lệnh. Ngay trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 2 năm 1971, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 84 pháo binh quân giải phóng được lệnh khai hỏa phủ đầu, bắn tổng cộng hàng trăm viên đạn pháo các loại vào căn cứ Đông Hà và sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn 1 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên điểm cao 241. Phía Việt Nam Cộng Hòa lập tức khai hỏa đáp trả, tạo nên một trong những màn đấu pháo khét lẹt khởi đầu chiến dịch giữa hai bên. Trên hướng Tây đường 9, trong địa bàn tỉnh Savanakhet thuộc Lào, bao gồm các khu vực với những cái tên đọc lên nghe chóng hết cả mặt, có thể kể đến như Asa Phang Thông, Tha Pha Lan Say, Mường Phìn. Trung đoàn 48 thuộc sư đoàn 320 phối hợp với quân Pathet Lào trong 2 ngày đã đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn đặc nhiệm Việt Nam Cộng Hòa và binh đoàn GM33 quân đội Hoàng gia Lào. Tuy nhiên, tiểu đoàn đặc nhiệm Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đã đáp trả dữ dội và không hề có dấu hiệu e ngại quân giải phóng. Chỉ tính riêng ở khu vực này, trước khi bị thiệt hại nặng, họ cũng đã gây thiệt hại cho quân giải phóng ít nhất hơn 300 bộ đội thương vong. Rất nhiều khu vực khác mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiếm được trong những ngày trước đó, đa phần vẫn được họ giữ vững, đẩy lùi các đợt phản công tái chiếm của quân giải phóng. Các trận đánh dữ dội chỉ trong mấy ngày đầu tháng 2 năm 1971 đã báo hiệu cho một cuộc chiến không khoan nhượng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đó, ít nhất gần 1.000 binh sĩ của cả hai phía đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại trên đất Lào vì những lý tưởng riêng mà họ theo đuổi. Mặc dù thời đó liên lạc vệ tinh chưa thực sự phát triển và cũng chưa có cáp quang biển, nhưng kỹ thuật truyền tải thông tin phía Liên Quân cũng đã rất tân tiến. Ngay trong tối ngày 7 tháng 2, cách chiến trường nửa vòng trái đất, Tổng thống Nixon vẫn nhanh chóng nhận được bản báo cáo. Cuộc hành quân vượt biên giới Việt-Lào đã tiến hành theo đúng kế hoạch mà chưa gặp bất kỳ sự trở ngại lớn nào. 8 giờ sáng ngày 8 tháng 2 năm 1971,
Mặc dù các cuộc giao tranh đã diễn ra từ nhiều ngày trước đó, nhưng lúc này Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu mới tuyên bố chính thức về việc mở cuộc tiến công áp chế nhằm cắt đứt đường mòn Trường Sơn. Việc thông báo muộn nhằm giữ bí mật cho cuộc hành quân. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đồng thời tuyên bố thêm về việc siêu căn cứ 604 của Cộng sản sẽ bị xóa sổ và các nhà báo quốc tế chắc chắn sẽ được đón tiếp tại Sepol trong tháng 3 năm 1971. Giai đoạn đầu năm 1971, tình báo Mỹ ước tính lực lượng quân giải phóng tại chỗ ở căn cứ 604 là khoảng 22.000 quân, lực lượng Pathet Lào tại đó là khoảng 5.000 binh sĩ, tất cả nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Mặt trận 702 mới thành lập. Đã có rất nhiều quan điểm khác nhau về phản ứng của Hà Nội đối với cuộc tấn công này. Tướng Abrams, tư lệnh liên quân tại Việt Nam tin rằng không như ở Campuchia năm 1970, nơi mà phía Cộng sản đã phải rút lui khỏi khá nhiều các khu vực để lộ ra những căn cứ và kho vũ khí khổng lồ. Trái lại, tại các cứ điểm ở Lào, Cộng sản sẽ bám trụ và chiến đấu đến cùng, vì tiếp tế từ Bắc Việt đến Lào sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với đến Campuchia. Ngay từ ngày 11 tháng 12 năm 1970, tướng Abrams đã gửi điện báo cho đô đốc John McCain, tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Các đội hình bộ binh, pháo binh và thiết giáp liên quân đã có mặt ở Nam Lào. Lực lượng không quân đã được triển khai. Địa hình rừng núi là một trở ngại nhỏ. Những bãi trống tự nhiên giúp trực thăng hạ cánh là không nhiều. Và khả năng lớn phía Cộng sản đã chủ động phòng thủ chặt chẽ. Nhiều đơn vị chiến đấu lớn của đối phương đang ẩn nấp trong vùng lân cận Sepol. Và chắc chắn Cộng sản sẽ bảo vệ các căn cứ đến cùng trước bất kỳ hoạt động quân sự nào của chúng ta. Tuy nhiên, tình báo Mỹ lại tin rằng cuộc xâm nhập của Liên quân sẽ chỉ bị chống cự ở mức nhẹ. Việc không kích chiến thuật và hỏa lực pháo binh Mỹ sẽ làm mất tác dụng của lực lượng phòng không phía Cộng sản. Lực lượng phòng không của đối thủ trong khu vực này được Mỹ ước tính có khoảng 200 khẩu pháo. Còn mối đe dọa từ các đơn vị tăng thiết giáp phía Cộng sản được coi là không đáng kể. Khả năng tăng viện của đối phương cũng được đánh giá là không thể nhanh được vì họ không có lực lượng không vận hiện đại như phía Liên quân sở hữu và phải chi viện từ khu vực sát phía Bắc Vĩ tuyến 17, nơi mà quân lực Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức nghi binh, nên có sớm thì cũng phải sau ngày 14 tháng 7 mới có thể tiếp viện được cho Hạ Lào. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ cũng hy vọng rằng thậm chí các hoạt động nghi binh sẽ giữ chân viện binh của đối phương trong suốt thời gian xảy ra chiến dịch tại Lào. Tuy nhiên, điều mà Bộ Chỉ huy Liên quân không ngờ đó là viện binh của đối phương lại không đến từ phía Đông Bắc như dự đoán, mà lại đến từ căn cứ 611 và thung lũng A Sầu ở phía Đông Nam, nơi đang đóng chốt tới 8 trung đoàn thiện chiến của quân giải phóng với lực lượng pháo binh hùng hậu. Đối với lực lượng Hoa Kỳ, mặc dù bộ binh không tham chiến, nhưng họ cũng đã tham gia rất tích cực từ tuyến 2 ngay từ trước thời điểm ngày 8 tháng 2 năm 1971, ngày mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu công bố chính thức về cuộc hành quân Lam Sơn 719. Pháo binh Mỹ từ hàng chục trận địa trải dài hơn 30 km bố trí dọc biên giới Việt-Lào đã bắn phá dữ dội với hàng trăm khẩu pháo hạng nặng, cỡ nòng từ 105 tới 203 ly. Nói về pháo hạng nặng, trong chiến dịch này, người Mỹ tiếp tục sử dụng dàn pháo tự hành hàng khủng M-107, được mệnh danh là vua chiến trường mà họ đã từng khiến quân giải phóng tổn thất nặng nề tại Khe Xanh. Với khối lượng chiến đấu 28,2 tấn, rộng khoảng 3,14 mét và cao 3,47 mét, pháo tự hành M-107 rất to và dài, mà cụ thể cỡ nòng lên tới 175 ly, chiều dài toàn thân là 11,3 mét. Mỗi viên đạn thông thường có khối lượng hơn 66 kg, chỉ riêng một viên đạn đã tương đương với khối lượng trung bình của một thanh niên Đông Timor cao trên 1m7, đủ thấy sự khủng khiếp của nó. Pháo có máy nâng và nạp đạn bằng thiết bị thủy lực, có tầm bắn lên tới trên 32 km khi bắn đạn chuyên dụng, bán kính sát thương hơn 50m. Trong trường hợp cần thiết, nó có thể bắn đạn hạt nhân 15 kiloton, tương đương với 15.000 tấn thuốc nổ TNT. Thế nhưng trong chiến dịch Lam Sơn 719, người Mỹ còn triển khai một loại pháo khủng khiếp hơn rất nhiều mà vua chiến trường 107 không biết chừng phải nghĩ đến chuyện thoái vị nhường ngôi. Đó là loại pháo tự hành M-110, một trong những loại pháo mặt đất to và dài nhất từng được sử dụng trong quân đội Hoa Kỳ. Theo thông tin từ các cò môi giới vũ khí, M-110 có cỡ nòng lên tới 203 ly, cũng sử dụng hệ thống nâng thủy lực để tải những viên đạn pháo thông thường nặng tới trên 90 kg, đủ thấy độ nặng ký của loại vũ khí này. Khối lượng chiến đấu của nó là hơn 28,3 tấn, rộng 3,1 mét và cao 3,1 mét. Tuy sở hữu hỏa lực cực mạnh, nhưng bù lại nó lại khai hỏa có phần hơi chậm. Tốc độ bắn của M-110 là 2 phút một phát ở chế độ làm việc điều độ và 2 phút 3 phát khi hoạt động hết công suất của máy nâng thủy lực. Trong trường hợp cần thiết,
Khẩu đội pháo có thể nâng tốc độ bắn lên 1 phút 4 phát bằng cách tăng cường quay đều tay, sử dụng dầm thủ công hỗ trợ. Tuy nhiên, việc quay tay với các dầm này đòi hỏi nhiều về thể lực, và với tốc độ bắn đó cũng nhanh dẫn đến tòe nòng do nhiệt sản sinh là quá cao. M110 có tầm bắn trên 30 km khi bắn đạn có tên lửa hỗ trợ, và nó hoàn toàn có thể bắn các loại đạn hóa học và đạn hạt nhân. Rất nhiều chuyên gia quân sự trên cộng đồng mạng thắc mắc rằng tại sao Mỹ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch này, và rộng hơn nữa là trong toàn bộ cuộc chiến tại Việt Nam, khi mà giới quân sự đã từng không ít lần đề xuất. Một số cho rằng đó đơn thuần chỉ là do phong trào phản chiến dâng cao tại Mỹ, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy, mà bản chất đã có rất nhiều nguyên nhân chi phối, trong đó nổi bật là những phân tích sâu xa về quân sự đã tạo ra nhiều mâu thuẫn gay gắt trong Quốc hội. Những nghị sĩ thuộc phe ủng hộ có quan điểm việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ giúp nhanh chóng kết thúc chiến tranh, nhưng quá nhỏ là số nghị sĩ phản đối lại đông đảo hơn, và thậm chí các đồng minh quân sự của Mỹ đa số cũng phản đối phương án này. Đơn cử như Thủ tướng Anh Harold Wilson trong chuyến thăm Mỹ vào giai đoạn đó đã phát biểu công khai trước báo giới: "Thật điên rồ nếu Mỹ sử dụng vũ khí nguyên tử. Điều đó không chỉ đem lại hậu quả thảm khốc cho vị thế của nước Mỹ, mà còn là khởi đầu rất nguy hiểm cho khả năng leo thang thế chiến 3. Nhiều nghị sĩ Mỹ cùng các chuyên gia quân sự theo quan điểm phản đối đã có những suy nghĩ sâu sắc hơn. Họ cho rằng kể cả khi Thế chiến 3 không xảy ra, thì các mối hiểm họa vẫn là vô cùng khủng khiếp đối với chính lính Mỹ tại Việt Nam. Nguyên nhân là vì giai đoạn đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn là một đồng minh rất quan trọng của Liên Xô, đặc biệt khi mà mối quan hệ Xô-Trung ngày càng xấu đi. Để bảo vệ đồng minh tối quan trọng tại châu Á của mình, mặc dù khả năng Moscow chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Hà Nội là rất ít, nhưng khả năng Liên Xô cung cấp trực tiếp các loại vũ khí nguyên tử mini là hoàn toàn có thể. Đặc biệt, các loại vũ khí hạt nhân sẽ được thiết kế chuyên dụng cho bộ binh với đương lượng nổ rất nhỏ, mỗi đầu đạn từ 5 đến 20 kiloton, tương đương 5.000 đến 20.000 tấn thuốc nổ TNT, cho phép bắn đi từ súng cối hoặc pháo với tầm bắn vài km cho đến vài chục km. Các loại vũ khí này sẽ được di chuyển từ Bắc vào Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh với số lượng từ 50 đến 100 đầu đạn. Sau đó, nó sẽ được phân bổ đến lực lượng đặc công và biệt động tinh nhuệ nhất của quân giải phóng. Lực lượng này với khả năng ẩn hiện ở bất kỳ đâu sẽ được phân tán đến các căn cứ trọng điểm của quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam. Và một cuộc tổng tấn công đồng loạt không khác gì sự kiện Mậu Thân năm 1968. Nhưng chỉ có điều lần này là vũ khí hạt nhân thì chắc chắn gần như toàn bộ lực lượng Mỹ tại Việt Nam cũng sẽ bị xóa sổ hoặc thương tật vĩnh viễn vì phóng xạ. Khả năng Liên Xô hỗ trợ vũ khí nguyên tử cỡ nhỏ để bảo vệ đồng minh đến cùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nó không khác gì việc Trung Quốc đã huy động tới 1 triệu quân tràn vào bán đảo Triều Tiên để bảo vệ đồng minh, khiến cho người Mỹ tổn thất vô cùng nặng nề trong giai đoạn đó. Vì những phân tích sâu xa này, người Mỹ buộc phải gác lại ý định sử dụng vũ khí nguyên tử, mặc dù không ít lần họ từng nghĩ đến. Quay trở lại với chiến trường Hạ Lào, quân đội Hoa Kỳ không chỉ sử dụng lực lượng pháo binh hạng nặng từ tuyến 2 mà còn sử dụng rất mạnh tay các phi vụ ném bom B-52 dọc theo đường 9 để dọn đường cho bộ binh Việt Nam Cộng Hòa liên tục tràn sang. Ngày 8 tháng 2 năm 1971, cánh quân chính đột kích của Việt Nam Cộng Hòa với hàng ngàn binh sĩ thuộc tiểu đoàn dù số 1, tiểu đoàn dù số 8 và lữ đoàn 3 thiết giáp với nòng cốt là xe tăng M-41 tiến rất nhanh về phía Bản Đông theo đường 9 mà hầu như không gặp nhiều phản kháng. Giữ cự ly theo tiếp phía sau là hàng nghìn binh sĩ thuộc lực lượng trung tâm của cánh quân chính nhằm đảm bảo kế hoạch hành quân. Để bảo vệ sườn phía Bắc, tiểu đoàn 39 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa được không vận tới bãi đáp Ranger North, còn tiểu đoàn 21 biệt động quân được chuyển tới bãi đáp Ranger South. Các tiền đồn này có nhiệm vụ làm rào cản đối với bất kỳ cuộc tiếp viện nào của quân giải phóng từ phía Bắc vào các khu vực đang càn quét của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cùng thời gian đó, tiểu đoàn dù số 2 Việt Nam Cộng Hòa chiếm cứ điểm 30, còn lữ đoàn dù số 3 cùng tiểu đoàn 3 nhanh chóng chiếm cứ điểm 31. Đồng thời, sư đoàn 1 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đánh chiếm các bãi đáp Blue, Don, White và Brown cùng các cứ điểm Hotel, Delta và Delta 1 che chắn cho sườn phía nam của đội hình càn quét chính. Lúc này, nhiệm vụ của đội hình chính Việt Nam Cộng Hòa là tiến dọc theo thung lũng sông Sepol, một giải đất tương đối bằng phẳng với cây bụi xen lẫn rừng thưa, phía bắc và phía nam là núi cao. Khi vừa tiến vào thung lũng, gần như ngay lập tức, các trực thăng tiếp vận bất ngờ chịu hỏa lực dữ dội từ phía quân giải phóng tại các đỉnh cao, nơi mà lực lượng bộ đội có thể dùng súng máy và súng cối từ trên cao bắn xuống máy bay. Thêm vào đó, không rõ lúc bấy giờ đơn vị nào là nhà thầu thi công đường 9 và không biết có phải chịu trách nhiệm gì không khi chất lượng của tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù mới chỉ bàn giao đi vào khai thác vài năm. Đường 9 lúc đó xấu đến mức chỉ có xe bánh xích và xe jeep là có thể di chuyển. Điều này đặt thêm gánh nặng tăng viện và hậu cần cho máy bay.
các đơn vị trực thăng trở thành hình thức hậu cần sống còn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ này ngày càng nguy hiểm do đây là khu vực đồi núi có trần mây thấp và hỏa lực phòng không của quân giải phóng đã được bố trí đón lõng từ trước với mật độ dày đặc. Sáng ngày 9 tháng 2 năm 1971, Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 304 quân giải phóng tăng cường cho Sư đoàn 308 đã liên tiếp đẩy lùi 5 đợt tiến công của chiến đoàn đặc nhiệm dù Việt Nam Cộng Hòa tại chốt 351 cầu Cha Kỵ. Gần 2 đại đội phía Việt Nam Cộng Hòa bị tiêu diệt hoàn toàn, trong khi đó phía quân giải phóng ít nhất hơn 250 bộ đội thương vong. Cùng ngày, tại đường 16, tiểu đoàn 6 thuộc Trung đoàn 88 Sư đoàn 308 quân giải phóng đánh thiệt hại nặng đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 21 Biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ thành công trận địa pháo Làng Sen. Tuy nhiên, phía Việt Nam Cộng Hòa với hỏa lực xe tăng rất mạnh, mặc dù bị đánh bật ra nhưng cũng đã khiến lực lượng quân giải phóng phòng thủ tại đây thương vong ít nhất hơn 100 bộ đội. Thực sự, máu của người Việt đã và đang đổ rất nhiều tại vùng đất Hạ Lào. Đến ngày 10 tháng 2, với lực lượng tăng thiết giáp rất hùng hậu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh bại nhiều cuộc tập kích của quân giải phóng, kiểm soát được đường 9 đoạn từ biên giới cho đến Bản Đông, nằm sâu 20 km trong địa phận Lào, tương đương 1/2 đoạn đường tới Sepol. Ngày 11 tháng 2, Bản Đông trở thành căn cứ và là trung tâm chỉ huy của chiến dịch. Theo kế hoạch, lúc này cần tấn công mạnh để chiếm giữ mục tiêu chính cho kịp tiến độ đề ra. Nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại dừng ở Bản Đông để chờ lệnh tiến tiếp của tư lệnh chiến dịch là Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Hai ngày sau, khi cảm thấy sốt ruột với việc trễ deadline sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch chung, tướng Abrams và Sutherland đã bay đến sở chỉ huy tiền phương của tướng Hoàng Xuân Lãm tại Đông Hà để đẩy nhanh lịch trình. Nhưng sau cuộc họp, thay vì đẩy nhanh hướng chính, họ lại quyết định đẩy nhanh các tiền đồn của Sư đoàn 1 bộ binh ở phía nam đường 9 về phía tây để bảo vệ sườn cho hướng tiến quân chính. Sau khi đã an toàn, hướng chính mới tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Việc này có ý nghĩa giúp tránh bị quân giải phóng đột kích từ sườn, nhưng nó lại khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa tốn thêm 5 ngày nữa để chuyển quân. Nhờ có thêm thời gian quý báu, quân giải phóng đã tận dụng để nhanh chóng tổ chức, hoàn thành thế vây hãm Bản Đông từ nhiều phía, với quyết tâm tuyệt đối không để cánh quân chính của Việt Nam Cộng Hòa theo đường chính tiến lên Sepol. Tại Washington, giới báo chí cho rằng cuộc tiến công của Việt Nam Cộng Hòa đã đình trệ. Để trấn an dư luận, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Melvin Laird đã tuyên bố Bản Đông chỉ là một điểm tạm dừng để các chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thời gian quan sát và đánh giá hướng di chuyển của đối phương. Tôi xin khẳng định chiến dịch đang tiến triển đúng kế hoạch. Đêm ngày 11 tháng 2, Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 88 và Tiểu đoàn 7 thuộc Trung đoàn 64 quân giải phóng tập kích Tiểu đoàn 2 dù phía Việt Nam Cộng Hòa ở Bắc Senum. Những người lính quân giải phóng xung phong rất anh dũng nhằm áp chế đối phương. Tuy nhiên, tại đây, lực lượng phòng thủ giữ chốt của Việt Nam Cộng Hòa cũng chiến đấu với tinh thần rất quả cảm. Nhiều lần đột kích từ trong đánh ra, hai bên giao tranh ác liệt với thương vong khủng khiếp và cuối cùng vẫn bất phân thắng bại, đều phải rút về vị trí cũ. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2, Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320 quân giải phóng liên tiếp tổ chức hai trận đánh lớn, bao vây chiếm lại cao điểm 456 và đồi không tên để làm bàn đạp tiến đánh về phía Bản Đông. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại đây phản kích dữ dội nhưng bị áp chế bởi hỏa lực pháo binh của đối phương. Dứt tiếng pháo, Trung đoàn 64 xung phong như vũ bão. Các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất quyết tâm nhưng bị áp đảo hoàn toàn bởi sức tiến công của quân giải phóng. Quân đội Sài Gòn tại đây gần như đã tử thủ đến những người cuối cùng. Hai cao điểm nằm trong tầm kiểm soát của quân giải phóng. Ngay sau đó, Trung đoàn 64 tiếp tục bao vây căn cứ 31, cao điểm 543, nơi được trấn thủ bởi Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 6 thuộc Lữ đoàn dù số 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Địa điểm này cách Bản Đông 7 km về phía Bắc. Trước sức tấn công dữ dội của đối phương, ba đại đội phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên, lực lượng Lữ đoàn dù số 3 cũng là một trong những đơn vị rất tinh nhuệ, dày dặn kinh nghiệm thực chiến. Hạ gục đơn vị này không phải là chuyện đơn giản. Đặc biệt, họ lại được hỏa lực từ trực thăng yểm trợ, khiến những mũi xung kích của quân giải phóng liên tục bị đẩy lùi với thương vong rất lớn. Tổng cộng, quân giải phóng đã tổn thất tại đây trên 450 bộ đội nhưng vẫn chưa chiếm được căn cứ 31. Cùng thời gian này, trên hướng Tây và Nam Bản Đông, quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tục tổ chức càn quét các căn cứ của quân giải phóng.
các cuộc đọ sức ác liệt đã diễn ra ở khắp nơi, trên những ngọn đồi, những cánh rừng, những con suối. Máu của người Việt vẫn đang thấm đẫm đất Hạ Lào. Trong tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng, Hà Nội lại gặp bất lợi, rơi vào thế gọng kìm khi phải phân tâm đối phó với sự xâm nhập của Hải quân Hoa Kỳ ở ngoài khơi vùng biển Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Diễn biến chiến sự tiếp tục khó khăn và ác liệt như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GH Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.